Không gọi. Mẹ bày đặt. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi chia sẻ và minh chứng dẫn chứng cho nhà đầu tư để cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ về cái giá trị thực tế trên thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị chia sẻ trên thị trường. Làm gì có cái chuyện Á quân Forex thế giới hay Pro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài chỉ là những thằng dùng trading view phân tích về xu hướng, đọc lệnh rồi đưa ra chiến lược ở trên thị trường. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được thì lấy cái giá trị gì ra để dẫn chứng, chứng minh vào trong thị trường thực tế. Đó là điều hiển nhiên trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi chia sẻ và minh chứng dẫn chứng cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ và mong muốn rằng bản thân các bạn nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị trên thị trường. Và tôi chia sẻ cho nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Không có chuyện là lên trên thị trường giao dịch Forex mà chúng ta đi học online, chúng ta ra ngoài chúng ta có thể giao dịch được. Vậy thì các bạn cần phải hiểu rõ các thầy dạy Forex hoặc các thánh dạy online trên thị trường đã kẻ nào dẫn chứng chứng minh vào trong thị trường thực tế cho bản thân các bạn xem xét, nhìn nhận, đánh giá rõ về các giá trị ở trên thị trường hay chưa, hay chỉ toàn là những thằng dùng mồm, dùng mõm để phân tích và cho nhà đầu tư rồi thì nhà dùng những hình chụp ở trên thị trường để bịp bợm nhà đầu tư. Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho các bạn trên con đường mà nhà đầu tư cần phải hiểu rõ. Đây là thằng cái tàu lao tao này, ngày nào tao like tao cũng đập cho này, nó có dám gáy đâu. Rồi một con đi ra đào tạo bú láo vào gáy tao này, bao nhiêu năm nay cứ like tao tặng cho, có dám ra ngoài thò mặt đâu, chơi là tao chơi thẳng mặt luôn. Hashtag là cái này ấy, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ôi, thế thì nó có nhiều nhỉ. Này nó phải đổ về dưới này, lại cho trò trên này. Vẫn đang live đúng không? Đang live, đừng hỏi gì hết. Đây, lệnh cho. Này, live đi nhá. Chứ không phải để mô đâu nhá. Làm này lâu quá. Này room học viên này, mai mốt sẽ vào đây. Đó. À, thì các bạn có thể thấy rõ nhé, tất cả là những dẫn chứng bằng thực tế mà bản thân người đứng ra chia sẻ họ phải áp dụng vào trong thị trường để cho chúng ta kiểm chứng. Tài khoản tôi đánh lớn nên tôi không có chia sẻ ra bên ngoài. Nha. Chào anh em và chúc anh em giao dịch thành công.